Con rùa. Chim cánh cụt. Bon Bon TV. Nhau nhau nhau. Nhau. Ta là cá voi Wally đây. Ta là cá voi Wally đây. Ta là sao biển đây. Ta là cá voi Wally đây. Ta là cá voi Wally đây. Ta là sao biển đây. Ta là cá voi Wally đây. Ta là cá mòn sa cơ. Chạy đi. Không thả. Bây giờ hai người có muốn ta thả sao biển ra không? Có. Vậy hai người có nhìn thấy bốn hàng bóng này không? Có. Giờ hai người hãy đứng trước bốn hàng bóng kia. Đi, đi. Ta sẽ đưa cho hai người hai cái kim châm này. Lấy, nhanh. Không, nhanh còn kịp. Nhìn đây, đây là hộp bánh Margin Boy. Wow. Nếu như ta bốc trúng con vật nào trên quả bóng này thì hai người phải chọc vỡ tất cả các quả bóng mà ta đọc tên các con vật đấy trong vòng 3 phút. Đồng ý không? Đồng ý. Bây giờ ta sẽ đọc nha. Con rùa. Sa biển. Chim cánh cụt. Con tôm. Con gà. Con gà. Cá mập. Cá mập. Cá voi. Cá voi à. Cá voi. Rồi. Bạch tuộc. Cá ngựa. Cá ngựa. Hết thời gian rồi. Hết giờ. Các người đã không hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 3 phút để cứu sao biển. Thôi, sao biển sẽ phải ở lại đây. Chơi tiếp đi. Bây giờ thực ra thì là cái trò chơi này là chị học ở trong game Marine Boy đấy. Wow. Bây giờ chị có việc rồi, chị phải đi. Mấy đứa nhà chơi nhá. Mấy đứa lại đây chị bảo. Chị ơi cho em 10 điện thoại em ở nhà chơi. Hôm thế. Ngồi xuống đi. Mấy đứa ngồi xuống chị bảo. Ngồi đây. Ê, nha. Bây giờ chị có việc chị phải đi. Giờ chị hướng dẫn cho ba đứa ở nhà chơi trên điện thoại nhá. Đầu tiên là vào CH Play trên Android hoặc App Store trên iOS. Viết tên cái game Margin Boy vào. Rồi, vào cài đặt. Đấy. Nó đang tải về rồi đấy. Các em lưu ý, game này có thể chơi trên điện thoại Samsung, iPhone hoặc các điện thoại chạy hệ điều hành Android hoặc iOS nhé. Rồi, được rồi. Yeah. Mở đi. Đi chơi chơi này sướng. Đây. Được rồi đấy.
Và bây giờ chị sẽ kể cho các em nghe câu chuyện của game Margin Boy nhé. Ở một ngôi làng nọ, tại thế giới đại dương, các sinh vật sinh sống với nhau rất bình yên và vui vẻ. Có sò biển này, cá nóc này, mực này, rùa này, cá heo này và voi wally, giống như hình ảnh mà vừa xuất hiện đó. Rồi bỗng một ngày, bóng đen xuất hiện cùng tiếng cười kinh dị. Đó là đoàn quân hung ác gồm có cá mập đầu búa này, tôm hùm này, bạch tuộc này, với thủ lĩnh cá mập là Sacco. Chúng bắt hết các bạn sò biển và nhốt lại. Cá voi wally dẫn theo các bạn đi giải cứu. Các em có thấy giống như trò chơi chị em mình vừa chơi không nào? Rồi, bọn em mới chơi chưa? Trò chơi hướng dẫn nhá. Đây, anh ngồi lại đây. Anh ngồi lại đây mà xem này. Mà xem chơi. Có này nè. Im. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn các em chơi nha. Nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ cá voi wally giải cứu cho các bạn sao biển. Các em cần bắn vỡ các quả bóng bằng cách bắn viên đạn có màu sắc quy định vào những nhóm bắn có màu sắc tương tự. Có hai cách để bắn. Một là click vào nhóm bóng muốn bắn. Hai là giữ và giơ tay trên màn hình để hiện ra hướng đạn sẽ đi, buông tay để bắn. Đạn còn có thể thay thế khi click vào đại bác. Ngoài ra, các bạn có cá voi wally cũng có thể hỗ trợ nếu như được nạp đủ năng lượng đấy. Bắn bóng màu vàng để nạp năng lượng cho cá nóc nhé. Cá nóc sẽ giúp làm vỡ các quả bóng xung quanh mình. Wow, các em có thích không? Tiếp theo, các em bắn vỡ bóng màu đỏ để nạp năng lượng cho mực. Mực sẽ phá bóng theo đường thẳng lên trên. Wow. Các em lưu ý nhé, ưu tiên điểm nhắm bắn những quả bóng ở bên trên. Khi các bóng trên vỡ ra, các bóng bên dưới sẽ không còn điểm bắn và tự rơi xuống đấy. Như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều đạn và thu được điểm cao hơn. Trò chơi này thật là dễ và hấp dẫn phải không các em? Các em đã hiểu chưa? Rồi ạ. Rồi bây giờ ở nhà chơi một lát thôi, xong rồi bỏ điện thoại ra cho chị nha. Vâng ạ. Rồi chị đi việc đây. Wow. Ui, thấy chưa? Thấy chưa? Mấy thắng rồi. Ready? Go! Này của chị và bạn Bon nha. Nếu các em muốn giải cứu cho sao biển thì hãy tải game Margin Boy về để chơi. Và đừng quên là mua bánh Margin Boy phiên bản Tết để có cơ hội được nhận những phần quà hấp dẫn và giá trị. Ví dụ như là siêu xe điện Sacco này, rồi xe chừa scooter cá voi nha, rồi cả ba lô Wally và ba lô Sacco nữa các em ạ. Đây trên tay chị là hai phiên bản Tết nha. Đây là hai phiên bản mới của Margin Boy hình lân sư rồng các em nhé.
đặc biệt là thời gian tham dự để nhận quà này còn rất chi là dài, đến tận 31 tháng 3 năm 2019 mới hết hạn đấy. Nếu các em tranh thủ mua bánh Margin Boy về để ăn và có cơ hội được nhận quà nhé các em. Hôm vừa rồi bạn Bon bạn ấy ăn bánh và bạn ấy được nhận quà này. Đấy, bạn ấy trúng thưởng và được nhận một chiếc ba lô này rất chi là đẹp này. Đấy. Bạn ấy cho em Subin này, Subin thích lắm. Đấy, thôi video của chị đến đây là hết rồi. Xin chào các em. Tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong video lần sau. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn hãy đăng ký và chia sẻ kênh của Bon Bon nhé. Hẹn gặp lại các bạn.